chương 6125, khí vận thánh cảnh chân chính danh tự. Cái này, một màn này, dẫn tới hết thảy ngục tông chi nhân hoang mang vô cùng. Bởi vì vì cục diện này, đối với Bách Lý Tử Lân cực kỳ bất lợi. Vô luận như thế nào xem, Bách Lý Tử Lân khiêu chiến, giống như cũng đã đã thất bại. Mà nhưng vào lúc này, sở phong thanh âm thì là vang lên. Đều nói cho ngươi rồi đừng nóng vội, ngươi xem, vẫn là nóng này. Đã như vậy, ngươi có thể cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Sở Phong trên mặt nụ cười, lúc nói chuyện đã ngự không dựng lên, nhưng tại cự ly này khí vận thánh cảnh hào hùng lực lượng một khoảng cách thời điểm ngừng lại. Mọi người đều cho rằng, Sở Phong là đang làm cái gì chuẩn bị. Có thể chỉ thấy Sở Phong cánh tay vung lên, trực tiếp cầm trong tay cái kia thạch bi trận pháp ngưng tụ mà thành hắc sắc hình cầu đã đánh qua. Oanh, sau một khắc, cái kia hào hùng la bàn lực lượng, giống như là tìm được chủ nhân, bắt đầu nhanh chóng dung nhập Sở Phong màu đen kia cầu bên trong. Cục diện như vậy, cùng bách lý tử lân hoàn toàn khác biệt mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở phong không có sợ hãi rồi hắn tựa hồ đã sớm biết bách lý tử lân căn bản không cách nào chinh phục cái kia lực lượng cái kia lực lượng từ vừa mới bắt đầu chính là thuộc về sở phong đấy mà mắt thấy bản thân không cách nào đụng vào lực lượng bị sở phong dễ dàng như thế thu hoạch bách lý tử lân nội tâm càng là nhận lấy thật lớn trùng kích tự tôn giống như là bị sở phong trước đám đông đạp vỡ loại tình huống này Bách Lý Tử Lân bỗng nhiên cuồng loạn gầm hét lên. Ta làm thịt ngươi, Bách Lý Tử Lân sát ý thao thiên, ý niệm khẽ động, quấn quanh cái kia quanh thân trợ lực đại trận lực lượng tựa như phun ra thủy triều bình thường, hướng sở phong trùng kích mà đi. Có thể sở phong chỉ là theo tay vung lên, cái kia hào hùng lực lược, lại tứ tán ra. Là triệt để tản ra, lại cũng không cách nào trở lại Bách Lý Tử Lân thân thể, lại cũng không cách nào vì kia sử dụng cái chủng loại kia. Cái kia ngục tông chúng nhân, Tiêu phí khí lực vì Bách Lý Tử Lân ngưng tụ mà thành trợ lực đại trận lực lượng. Tại đây cứ như vậy, bị Sở Phong dễ dàng tan dã xóa đi. Đã quên nhắc nhở ngươi, ở chỗ này, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bởi vì ngươi không thể nào là đối thủ của ta, bao quát phía sau ngươi cái vị kia, cũng giống như vậy. Sở Phong nhìn về phía Bách Lý Tử Lân, ánh mắt đều là khinh miệt. Chỉ là nắm giữ một chút tà môn ma đạo mà thôi, Sở Phong, ngươi đến cùng tại cản rỡ cái gì? Bách Lý Tử Lân phi thường không phục không phục bị sở phong như vậy nhục nhã, đang khi nói chuyện liền đứng dậy, muốn cùng sở phong cá chết lưới rách. Có thể sở phong hướng về phía hắn, ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Bành một tiếng, bách lý tử lân tựa như chó chết bình thường nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Cái này, chúng nhân kinh ngạc đã nói không ra lời. Nếu như nói, lúc trước cũng chỉ là suy đoán. Như thế làm bách lý tử lân ra tay, lại làm sở phong đánh trả phía sau. Cả hai thực lực sai biệt, thì là dùng trực tiếp nhất phương thức, bày tại trước mặt mọi người. Tuy nhiên đều là, nắm giữ lực lượng nào đó, nhưng là bọn hắn hiện tại, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Đồ vô dụng, mắt thấy Bách Lý Tử Lân đã không hề có lực hoàn thủ, giới mộ bạch cũng là đột nhiên đứng dậy. Hắn tay áo vung lên, đem quanh thân rất nhiều trận pháp toàn bộ giải trừ, dùng nhập nhất hạt châu bên trong. Theo sau lòng bàn tay mở ra, tám cái phù chỉ từ khắc lấy khí vận tiên tôn tám cái trong hộp bay vút mà ra, toàn bộ sáp nhập vào trong thân thể hắn theo sau, giới mộ bạch pháp quyết nhiệt động, ngay sau đó hướng về phía phía dưới nhất chỉ. Trong thế giới, sở phong chỗ trận pháp thế giới bắt đầu kịch liệt lay động. ngẩng đầu xem chừng, chỉ thấy trận pháp thế giới trên không, lại xuất hiện nhất nói vết rách to lớn. Theo sau nhất đạo trùng ánh sáng từ cái kia vết nứt bay vút mà ra, thẳng đến sở phong mà đến. Đây lực lượng tựa như một thanh lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, đem sở phong màu đen kia hình cầu, cùng khí vận thánh cảnh cái kia sau cùng lực lượng chặt đứt ra. Đó là cái gì? Một màn này, nhưng tất cả người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì nhưng phàm là ai cũng có thể phát giác được, tình huống này rất không thích hợp. Mà mọi người ở đây không hiểu cái đó, nhất đạo thân ảnh cũng là từ cái này vết nứt bên trong tiến nhập trận pháp thế giới bên trong. Vừa vận đã rơi vào khí vận thánh cảnh phía trên, đứng ở sở phong mặt đối lập. Mà người này, đúng là giới mộ bạch, trước mắt tất cả mọi người đều đang quan sát giới mộ bạch, nhưng không ai nhận ra được. Bởi vì giới mộ bạch mặc trường bào màu trắng, đem bản thân ngăn che cực kỳ chặt chẽ. Đã liền Âu Dương không vũ bực này tồn tại, cái kia nhìn không thấu cái kia bạch bào, liền đừng nói là những người khác. Chẳng lẽ nói, sở phong nói là sự thật, Bách Lý Tử Lân thật sự chỉ là khôi lỗi, vị này mới là Bách Lý Tử Lân thân sau chi nhân. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, nhìn lại cái này không nhìn khí vận thánh cảnh quy tắc, có thể trực tiếp bước vào cái kia thần bí trong người. Mọi người đều cảm thấy sở phong theo như lời là thật rồi ngươi làm sao tiến vào, ai bảo ngươi vào, bách lý tử lân nhìn về phía giới mộ bạch, hắn tự nhiên cũng biết, giới mộ bạch thời điểm này xuất hiện, sẽ nhượng thanh danh của hắn hủy hết. Giới mộ bạch nhìn về phía bách lý tử lân, cứ việc đầu đội túm cái mũ, có thể nhưng vẫn là có thể cảm giác được, cái kia nhìn xuống ánh mắt, đều là xem thường. Ta làm sao tiến vào, ta phí hết như vậy đại khí lực giúp ngươi, ngươi nhưng vẫn là đấu không lại cái này sở phong. Thật là vô dụng đến cực điểm, giới mộ bạch lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi, bách lý tử lân trong mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới giới mộ bạch sẽ trước đám đông nói ra lời nói này. Đừng nói là bách lý tử lân, đã liền tức mặc thiên châu cũng là vẻ mặt tràn đầy âm trầm, chung quy giới mộ bạch cử động lần này coi như là đem bách lý tử lân khôi lỗi danh hào triệt để ngồi thực rồi. Có thể nói là đem bách lý tử lân thanh danh triệt để hủy. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh xôn xao, lúc trước đối với bách lý tử lân thành lập hảo cảm, lúc này đều là không còn sót lại chút gì. Trung quy mọi người ưa thích là cường giả chân chính, mà thực sự không phải là bao giả vờ cường giả. Rốt cuộc chịu hiện thân, sở phong nhìn về phía giới mộ bạch, cũng ở đây nghiêm túc dò xét. Sở phong đúng không, đây coi như là chúng ta chính thức gặp mặt. Nghe đồn là thật, người quả thật có chút thủ đoạn. Nhưng nơi đây lực lượng, người vẫn là buông tha đi. Giới mộ bạch đối với sở phong nói rằng, đồng dạng đấy, sở phong nói rằng, cái gì, giới mộ bạch hỏi, sở phong cười cười, nhìn xem giới mộ bạch rồi lại chỉ hướng rồi khuôn mặt phức tạp bách lý tử lân ngươi cùng hắn là giống nhau tại số mệnh này thánh cảnh nội đều chỉ có thể bị ta nghiền ép ha 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 giới mộ bạch bỗng nhiên cất tiếng cười to đứng lên sở phong cũng là híp hai mắt nhàn nhạt theo sau hắn cười bỗng nhiên giới mộ bạch thu hồi dáng tươi cười ánh mắt trở nên băng lãnh sở phong ngươi không phải đã sớm đã nhận ra ta cùng với số mệnh này thánh cảnh quan hệ giới mộ bạch hỏi ân biết rõ, ngươi nắm giữ khí vận thánh cảnh bộ phận lực lượng nha. Sở Phong nói rằng, ngươi đã biết rõ, vì cái gì vẫn không buông bỏ. Giới Mộ Bạch hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, nơi đây tên gọi là gì? Sở Phong hỏi, cái gì? Giới Mộ Bạch không hiểu, chớ nói Giới Mộ Bạch không hiểu, đã liền những người khác cũng là cảm thấy không hiểu. Nơi đây còn có thể gọi là gì, không phải là khí vận thánh cảnh sao? Ta nói, nơi đây tên gọi cái gì, ngươi cũng hiểu biết. Sở Phong lại lần nữa hỏi, tự nhiên là khí vận thánh cảnh. Giới mộ bạch nói, sai, nơi đây cũng không phải gọi là khí vận thánh cảnh. Sở Phong nói rằng, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, nơi đây không gọi khí vận thánh cảnh, còn có thể gọi là gì? Giới mộ bạch hỏi lại, Sở Phong không có trả lời, mà là đối với cái kia la bàn nhất chỉ, cái kia trên la bàn phủ chú đường vân nhanh chóng dũng động. Theo sau quang mang phổ chiếu, quang mang lùi tán cái đó, hai cái chữ to xuất hiện ở la trên bàn, đó là thức tỉnh hai chữ, mà lại kiểu chữ cùng trên ngọn núi giống như đúc. Đến bước này, cái kia trên ngọn núi thánh cảnh hai chữ liền cũng không lại đột ngột. Bởi vì nó đã hoàn chỉnh, trên la bàn thức tỉnh, cùng trên ngọn núi thánh cảnh chính là hoàn chỉnh. Cái này mới là nơi đây chân chính danh tự. Sở Phong nói rằng, chương 6126 Tam mạch vô địch. Thức tỉnh thánh cảnh, vốn dĩ đây mới là nơi đây chân chính danh tự. Lúc này, thế nhân cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Vì vậy lại ào ào nhìn về phía sở phong, bọn hắn rất ngạc nhiên, sở phong là làm thế nào biết đây hết thảy. Hẳn là thật sự thiên phú đến bước này, ngộ tính đã đạt tới thế nhân theo không kịp tình trạng. Trung quy từ xưa đến nay, bao nhiêu cường đại giới linh sư đều nghiên cứu qua đây thánh cảnh phía sau la bàn. Rồi lại đều là không thu hoạch được gì. Lúc này, giới mộ bạch cũng nhìn qua trên la bàn kiểu chữ, thật lâu không nói. Ngươi nên là rõ ràng, cái kia thật sự. Sở phong nói rằng, hắn chỉ, tự nhiên là cái kia thức tỉnh hai chữ. Đúng là thật sự, giới mộ bạch nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía sở phong, xem ra ngươi là phát hiện cái gì. Không ngại nói một chút, nơi đây chính là chỗ tu luyện, chuyên môn vì giới linh sư chuẩn bị chỗ tu luyện, nhưng không phải đơn giản chỗ tu luyện, đây tên chữ, chính là đáp án, nơi đây, chính là cung cấp giới linh sư thức tỉnh huyết mạch chi địa. Nhưng, chuyện này cũng không dễ dàng, sở phong theo như lời, đúng là hắn từ cái kia trong la bản lĩnh ngộ ra tới đấy. Hắn sở dĩ biết rõ lần này khiêu chiến, trợ lực tầm quan trọng, rồi lại còn dám tới đây. Cũng là bởi vì sở phong nghĩ liều một phen, nếu là mình lính ngộ đến là đúng, coi như là không có trợ lực lực lượng, cũng đồng dạng có thể khiêu chiến thành công. Đương nhiên, sở phong chỉ là không có tuyệt đối đúng là xác định, bản thân cũng là có nhất định nắm chắc đấy. Sở dĩ, hắn thắng, thức tình huyết mạch mấu chốt, cũng không phải cái kia la bàn, mà là thạch bi trận pháp. Đây cũng là sở phong nghiêm túc quan sát thạch bi trận pháp nguyên nhân, chỉ cần triệt để nắm giữ cái kia lực lược, lược, tại trận pháp này trong thế giới, hắn liền không sợ hãi. Ba, 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 một hồi tiếng vỗ tay vang lên, đến từ giới mộ bạch. Cái này chính là khí vận tiên tôn đại nhân theo như lời một nửa khác, ta chưa phát hiện bí mật. Không nghĩ tới, bị ngươi phát hiện, giới mộ bạch lời này vừa nói ra, chúng nhân thì là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cái kia câu khí vận tiên tôn, là nhân đám lúc trước chưa bao giờ nghe qua tồn tại. Hẳn là khí vận tiên tôn, chính là nơi đây người khai sáng. Như thế trước mắt vị này người thần bí, nếu như biết rõ khí vận tiên tôn, lại nắm giữ lấy lần này trận pháp lực lượng. Hẳn là thật là nắm giữ thiên cơ tồn tại, không hổ là giới nhiễm thanh nhi tử, người ngược lại làm được mẹ của ngươi cùng ta đều không thể làm được sự tình. Giới Mộ Bạch nói, "Đừng." Sở Phong lập tức khoát tay, "Xin đừng đem người cùng mẫu thân của ta đánh đồng." mẫu thân của ta không có làm được, là bởi vì ngươi tuổi tác so nàng lớn, ngươi chiếm trước rồi tiên cơ, những mẫu thân của ta không cách nào tiếp xúc đến nơi đây. Nhưng ngươi không có làm được, thuần túy là năng lực vấn đề. Đương nhiên, không có làm thấp đi ý của ngươi là, có thể nắm giữ nơi đây bộ phận lực lượng, ngươi đã không kém. Sở phong cười nói, ngoài miệng nói không có làm thấp đi, có thể một câu kia đừng cùng hắn mẫu thân đánh đồng, cũng đã trực tiếp nhất làm thấp đi. Nhưng giới mộ bạch cũng không có sinh khí, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía trạm chỗ thức tỉnh hai chữ La Bàn. Lúc này La Bàn, xem lên đến càng thêm uy nghiêm. Nhưng giới mộ bạch ánh mắt, thì là càng nhiều nữa tụ tập tại, cái kia thức tỉnh La Bàn phát tán khí diễm phía trên. Hắn biết rõ, cho dù hắn nắm giữ lấy nơi đây rất nhiều lực lượng, có thể cái kia đạo lực lượng không thuộc về hắn. Như vậy đến xem, người đã thành công, cái kia sau cùng lực lượng, không phải là người không còn ai. Giới mộ bạch lời nói ở đây, ánh mắt lại từ thức tỉnh La Bàn, chuyển rời đến rồi sở phong trên người sở phong không có trả lời chỉ là trên mặt mang nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, cười cái này đã trả lời giới mộ bạch lên tiếng lần nữa nhưng người có tin hay không ta như không muốn làm cho người cầm đi cái này sau cùng lực lượng người cũng không cách nào cầm đi ta không tin sở phong nói ha 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 giới mộ bạch nở nụ cười cười vô cùng là tự tin đối với sở phong cũng mang có một chút khinh thường thật là hậu sinh can đảm a à, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt nhưng quá độ tự tin cũng không phải là chuyện tốt đó là tự đại sở phong nếu như ngươi cùng ta chống lại chỉ biết cá chết lưới rách không bằng ngươi đem cái này sau cùng lực lượng nhường cho ta ngươi muốn cái gì chỗ tốt ra cái giá tu luyện tài nguyên cũng tốt thần binh bí bảo cũng tốt ta nên là cũng có thể thỏa mãn ngươi giới mộ bạch nói rằng nói như ngươi vậy thật đúng là thô bạo có sức hấp dẫn đấy nhưng ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng một cái liền khuôn mặt cũng không dám lộ người sở phong nói ngươi muốn thấy ta chân dung giới mộ bạch hỏi đây là ngươi cùng người nói điều kiện căn bản nếu là cũng không dám thản nhiên gặp nhau ta đây cũng không muốn cùng ngươi nói cuộc giao dịch này sở phong nói rằng sở phong ta nói cá chết lưới rách là khách khí lời nói ngươi chớ có thật là ở chỗ này ngươi đấu không lại ta nếu nghĩ bình yên rời đi nên đáp ứng yêu cầu của ta ta cũng chắc chắn thỏa mãn yêu cầu của ngươi có thể nếu như ngươi cố ý như thế vậy ngươi đem không thu hoạch được gì mà lại sẽ mất mạng tại. Giới mộ bạch lúc này lời nói cảnh, đã để lộ ra rồi băng lãnh. Mà hắn vừa dứt lời, hư không phía trên liền vang vọng Âu Dương không vũ thanh âm, ta không quản ngươi là ai, nếu dám động sở phong tiểu hiếu, lão phu xác định không nhẹ tha cho. Nhưng người nào nghĩ đến, giới mộ bạch căn bản lý cũng không có lý Âu Dương không vũ, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chầm chầm vào sở phong. Sở phong, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi biết ta nắm giữ lấy nơi đây lực lượng, cũng đừng làm ra, những hối hận của mình quyết định. Giới mộ bạch nói rằng, ân, đã biết, sở phong khẽ gật đầu, theo sau hướng về phía hư không lấy tay một chảo. Cái kia là bàn nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó hào hùng khí diễm lực lượng, lại thẳng đến sở phong mà đến. Hào hùng lực lượng, trong nháy mắt, liền toàn bộ tụ tập tại sở phong lòng bàn tay, sau cùng lại hóa thành đan dược lớn nhỏ. Ngay sau đó sở phong miệng một chương, liền nghĩ đem án đan dược lớn nhỏ khí diễm lực lượng ném vào trong miệng mình có thể sau một khắc, sở phong động tác chợt dừng lại. Đồng thời, tại chỗ tất cả mọi người, đều trở nên khẩn trương lên. Bởi vì, một cỗ cực vị hào hùng lực lượng, từ cái này trận pháp thế giới tuôn ra, là cái kia lực lượng trói buộc chặt rồi sở phong. Sở phong, người thật là không biết tốt xấu. Giới mộ bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sở phong, thấy vậy một màn, những cái kia bởi vì sở phong mà đến mọi người, thì là bỗng chốc bất an. Đại ca, hắn, hắn thật sự nắm giữ khí vận thánh cảnh lực lượng sao? Long Tam đạo trưởng, càng là nhìn về phía Long Nhất đạo trưởng. Hắn tựa hồ thật sự nắm giữ lấy khí vận thánh cảnh lực lượng. Long Nhất đạo trưởng cũng là cho mày, tuy nhiên cũng không hy vọng chuyện này phát sinh, có thể trước mắt tràn ngập tại trận pháp thế giới lực lượng cường đại, đúng là bởi vì thần bí kia bạch bào người làm cho lên. Sau một khắc, thiên địa rung động, không chỉ là sở phong cùng giới mộ bạch chỗ đấy, ở vào trong thế giới trận pháp thế giới, mà là tất cả mọi người lúc này đang ở toàn bộ trận pháp thế giới. Thế giới bốn phương tám hướng, đều có mắt thường có thể thấy được lực lượng tuôn ra, lực lượng này tựa như cụ như gió, xuyên qua kết giới, hướng đồng nhất vị trí tụ tập mà đi. Đó chính là giới mộ bạch, nếu như nói lúc trước còn có hoài nghi, như thế hiện tại tất cả người ở đây đến để xác định. Giới mộ bạch, xác thực nắm giữ lấy cùng khí vận thánh cảnh tương quan lực lượng. Người này, rút cuộc là thần thánh phương nào, mọi người ào ào nhìn về phía giới mộ bạch, cứ việc sở phong hôm nay biểu hiện kinh động, nhưng vị này thần bí bạch bào người đồng dạng không thể coi thường thậm chí trước mắt hắn mới là phương này thiên địa chân chính chúa tể giả cuồng vọng hạng người ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn đã biết nói ta nắm giữ nơi đây lực lượng vẫn dám cùng ta chống lại hẳn là ngươi cho rằng ta nắm giữ lực lượng là giả hay sao bị lực lượng cơn lốc quấn quanh giới mộ bạch tựa như thần linh bình thường cao quý nhìn về phía sở phong ánh mắt đều là như vậy nhìn xuống có thể sở phong nhưng như cũng không hoảng hốt a à, ta biết rõ ta biết rõ người nắm giữ lấy nơi đây không tầm thường lực lượng nhưng ta đã nói rồi nơi đây là thức tỉnh thánh cảnh nơi đây so đấu đấy tự nhiên cũng là huyết mạch chi lực lời nói ở đây sở phong cười nhạt một tiếng ngay sau đó phương này thế giới kịch liệt lay động các phương cường giả cũng khó khăn dùng đứng vững ngay sau đó trên cửu thiên lại có thất sắc khí giếm hiển hiện Thất trùng khí diễm mỗi cái đều đặc sắc rồi lại hoàn mỹ dung hợp, có thể trong nháy mắt, liền đem cái này toàn bộ trận pháp thế giới thôn phệ. Không chỉ là trận pháp này thế giới, mắt thường có thể thấy được chỗ, đều bị cắn nuốt. Kinh khủng nhất là, một cỗ vương chi huy áp, từ cái này thất sắc khí diễm tán phát ra, càn quét bát phương. Cứ việc không có châm đối với bất kỳ người nào, có thể phàm là cảm nhận được cỗ khí thức kia, vô luận là người nào, đều cũng cảm giác mình nhỏ yếu vô cùng. Đó là chân chính khí vương giả bao trùm bất luận cái gì huyết mạch phía trên. Về phần giới mộ bạch, cái kia quanh thân xoay quanh trận pháp lực lượng không giảm chút nào, nhưng ở cái kia thất sắc khí diếm trước mặt, thực sự lộ ra không chịu nổi một kích. Mà sở phong, cũng là nhìn xem giới mộ bạch, lên tiếng lần nữa. Mà nếu bàn về huyết mạch, ta mạch vô địch, chương 6127, huyết mạch thức tỉnh chi vật. Thất sắc khí diếm quay chung quanh thế giới xoay quanh, mọi người thấy tuy là huyến lệ, nhưng trong lòng cảm thụ chính là áp chế này cổ khí vương giả, siêu việt cảnh giới, để bọn hắn phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thụ bản thân nhỏ yếu. Cái này, chính là vương chi huyết mạch, mạnh nhất kết giới huyết mạch, mọi người nhìn về phía sở phong, vô luận là thân phận như thế nào, trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tuôn ra hiện ra kiên kỵ cùng sợ hãi. Giới mộ bạch cũng giống như thế, hắn rốt cuộc tin tưởng, sở phong không phải cuồng vọng cùng tự đại. Bởi vì hắn tin tưởng cảm giác của mình, lúc này cảm giác của hắn tại tự nói với mình, đối mặt có được như thế lực lượng người, hắn không phải là đối thủ. Vì vậy, hắn nhìn hướng sở phong, sở phong, người nhớ kỹ, người sẽ không vĩnh viễn vận tốt như vậy, tiếng nói hạ xuống, dưới mộ bạch tay áo vung lên, lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cùng nhau bị hắn mang đi đấy, còn có bách lý tử lân. Sở phong, xoái A, hư không phía trên, truyền đến một nữ tử hoan hô. Tập trung nhìn vào, đúng là long tức nhất tộc long mộ tranh, một bên hoan hô một bên bật đáp lấy đối với sở phong vẫy tay dáng tươi cười vô cùng sáng lạn mà nàng dáng người thật tốt như vậy nhảy về phía trước dưới càng là thấy rõ quả thực giống như là tại khoe khoang quan trọng nhất là long mộ tranh cũng không trẻ tuổi mà lại thân phận siêu nhiên nàng lúc này cử động tuyệt không như là một cái sống rồi nhiều năm như vậy đầu người biết làm sự tình nhìn ra nàng là thật cao hứng mà nàng cũng nổi lên một cái dẫn đầu tác dụng rất nhanh lòng tức nhất tộc đồ đằng long tộc chờ mọi người cũng bắt đầu vì sở phong hoan hô loại này tâm tình cũng kéo theo rồi người khác càng ngày càng nhiều người xa lạ gia nhập trong đó chỉ là đã lâu trong thiên địa đều bị loại này hoan hô bao trùm trong đó hoa hoa cùng hạ tinh thần càng là trở thành rồi trong mọi người làm người ta chú ý nhất cái kia khoa tay múa chân kích động bộ dáng phá vỡ không ít người đối với các nàng ấn tượng không biết còn tưởng rằng bọn hắn hai cái là sở phong tiểu thiếp đâu nhưng tỉ mỉ tưởng tượng, bối phận cũng không khớp A, à, chung quy hai vị này thế nhưng sở phong mẫu thân đồng cấp nhân vật. Vừa nghĩ như thế, mọi người đành phải là cảm thấy, hai vị này hẳn là cùng sở phong mẫu thân quan hệ rất tốt, chẳng qua là khi đó không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ sở phong xuất hiện, bọn hắn liền thay sở phong mẫu thân, tới chiếu cố sở phong. Là trưởng bối đối với hậu bối yêu mến, ầm ầm nhưng rất nhanh, kinh khủng kia lay động lại lần nữa quét sạch toàn bộ thế giới, đã liền sở phong cái kia vương chi huyết mạch khí diếm cũng bắt đầu tản đi. Mọi người cái này mới phát hiện, lần này lay động, sau trước kia đều muốn đáng sợ. Bởi vì vô số vết nứt xuất hiện ở thế giới các nơi, trận pháp này thế giới đang tại sụp đổ. Nhưng mà, mọi người ở đây bối rối, cảm giác mình cũng bị liên lụy thời điểm, hào hùng lực lượng, cùng một thời gian bao trùm mỗi người. Là truyền tống chi lực, sau một khắc, tất cả người ở đây tiến nhập truyền tống đường hầm, hướng bản thân lúc trước vị trí truyền tống mà đi sở phong cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, không chỉ lúc trước mọi người chỗ trận pháp thế giới tan giã, đã liền toàn bộ thức tỉnh thánh cảnh dị tượng đều tại tan giã. Như là tại tuyên cáo kết thúc, kết thúc A, à, sở phong chỗ truyền tống đường hầm bên trong, đản đản thanh âm vang lên. Cũng nên kết thúc, sở phong nói, đáng tiếc, lại có thể nhượng người kia chạy, trên người hắn nên là có bảo vật đấy. Đản đản có một chút không cam lòng, ta nữ vương đại nhân, còn tốt hắn chạy, bằng không thì còn không biết chấm dứt. Sở Phong nói rằng, đây là ý gì, chẳng lẽ nói, hắn không ly khai, đây hết thảy vẫn là sẽ tiếp tục. Đàn đàn hỏi, đúng, Sở Phong gật đầu, oa đi, nói như vậy mà nói, gia hỏa này còn rất có phân lượng đấy. Chỉ là, hắn nếu không trốn, xui xẻo cũng là hắn, trung quy ở nơi này, người vô địch nha. Đàn đàn nói, vô địch cộng lông, ta cố ý hù dọa hắn đấy. Sở Phong cười cười xấu hổ, a à, đàn, đàn kinh ngạc mỹ mâu liếc lão đại, người không phải nói, Người lĩnh ngộ thạch bi trận pháp nội dung, ở nơi này, liền không người có thể áp chế ngươi rồi sao? Sở phong hành động, người khác không biết, có thể đản đản chính là biết rõ đấy. Trung quy đản đản cùng sở phong, đó là một ngược trao đổi đấy. Bởi vậy đản đản biết rõ sở phong tất cả hành động phía sau nguyên nhân. Sở phong có thể là tự mình nói cho hắn biết, tại thạch bi trận pháp lực lượng bị cái kia lấy được thời điểm, hắn liền dựng ở bất bại chi địa. Phía trước xác thực cảm thấy, nắm giữ thạch bi trận pháp lực lượng phía sau ta có thể muốn làm gì thì làm nhưng người kia đi vào về sau nhất là hắn phô bày lực lượng về sau ta phát hiện ta xem thường hắn hắn thật nắm giữ lấy thánh cảnh nội lực lượng rất mạnh hắn là thánh cảnh chính thống người thừa kế ta chỉ là khiêu chiến thành công nhưng ở cái kia thánh cảnh nội căn vốn không phải là đối thủ của hắn cũng may ta đã dẫn phát kết giới huyết mạch dị tượng dọa lùi rồi hắn sở phong thở dài nói a à, cái kia như lời ngươi nói vừa mới chẳng phải là vô cùng nguy hiểm, Đản Đản lúc này cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nàng thân ở trong đó, có thể cảm nhận được thần bí kia bạch bào người bày ra lực lượng xác thực rất mạnh. Cái loại cảm giác này, nếu là hắn nghĩ, lúc trước cái kia trận pháp trong thế giới tất cả mọi người, hắn cũng có thể gạt bỏ. Đúng vậy a, à, đó là tương đối nguy hiểm, chỉ là cũng may đã qua. Sở Phong cười cười, người cái tên này, diễn còn ngờ tốt lạc, Đản Đản nhịn không được khen bởi vì đã liền nàng đều không nhìn ra kẽ hở vẫn là cho rằng sở phong vô địch thiên hạ nữa nha quan trọng nhất là sở phong bằng vào cái kia tinh xảo diễn kỹ hóa giải một lần thiên đại nguy cơ nhưng lại tò mò hỏi ngươi là lúc nào phát hiện ngươi không phải đối thủ của hắn hay sao là hắn xuất hiện thời điểm sao ân hắn lần thứ nhất ra tay ta cũng cảm giác được hắn nắm giữ lực lượng mạnh phi thường nhưng phía sau hắn làm cho bày ra lực lượng thì là càng thêm vượt ra khỏi ta mong muốn cũng may ta nắm giữ thạch bi trận pháp, có thể thông qua thạch bi trận pháp biểu diễn ta huyết mạch lực lượng. Mà hắn tuy là chính quy người thừa kế, nhưng lúc này đây khiêu chiến là hắn nắm giữ không được lực lượng. Hắn đối với lần này khiêu chiến không hiểu rõ lắm, cho nên mới bị ta hù dọa rồi. Tính là vận khí tốt rồi. Sở Phong nói rằng, Sở Dĩ, hắn lúc trước nói lên cầm bảo vật cùng ngươi trao đổi, là đang thử dò xét ngươi sao? Đản đản hỏi, cái này cũng khó mà nói. Tóm lại hắn một mực ở quan sát ta. Dù sao khó đối phó. Sở Phong nói, bất kể thế nào nói, người này có thể có được cái kia thức tỉnh thánh cảnh nội lực lượng, cái kia thật đúng là không đơn giản. Dứt bỏ hắn nắm giữ lực lượng, tự thân thực lực cũng là không kém a, à, người có cảm nhận được hắn chân thực tu vi sao? Nghe qua Sở Phong nói phía sau đản đản đối với thần bí bạch bào người tác càng là hiếu kỳ. Không có, bất quá ta suy đoán, dù sao cũng là bị thức tỉnh thánh cảnh nhận thức người, coi như là rời đi thức tỉnh thánh cảnh, kỳ thật thực lực cũng tất nhiên không kém người này không thể khinh thường sở phong nói ngục tông quả thật có ít đồ chỉ là không ngại cũng may hết thảy thuận lợi chỉ là sở phong người đến cùng lấy được chỗ tốt gì a à? cái kia thức tỉnh thánh cảnh sau cùng lực lượng cuối cùng cái gì đàn đàn tò mò hỏi sở phong lòng bàn tay mở ra một khỏa đan dược lớn nhỏ vật thể hiển hiện đó chính là thức tỉnh thánh cảnh nội sở được đến sau cùng lực lượng tuy rằng trước mắt thức tỉnh thánh cảnh tranh tại tiêu tán cái kia tư thế về sau nên là cũng sẽ không tái xuất hiện rồi nhưng sở phong chuyến này thu hoạch đến lực lượng lại như cố tồn tại là chân chính chiếm được trung quy sở phong khiêu chiến thành công nói nha đến cùng có tác dụng gì a à, sẽ không người cũng không biết a à. thấy sở phong không nói đản đản càng thêm hiếu kỳ rồi lúc trước thạch bi trận pháp kỳ thật khảo nghiệm là của ta ngộ tính nhưng nếu thật muốn cho huyết mạch thức tỉnh thì không phải vậy một chuyện dễ dàng sự tình vật này mới có thể để ta kết giới huyết mạch bộ phận thức tỉnh đây cũng là ta vì cái gì không thể cùng tên kia giao dịch nguyên nhân sở phong nói